nóng. Coi như là cái kiểu này là ở bên Pháp á, nó là ở bên Italy chứ, hiểu không? Italia, là Lido Italia. Giống như bên Việt Nam mình có cái chợ Bến Thành đó không? Thì bên Italia nó có cái đây về mà em. Cái gì hả? Ừ. Nó để lên Facebook. Đó. À nó mới để lên Facebook. Vậy sao? Đó. Vậy là chị về rồi nó mới đi. Không, nó mới đi hồi tuần vừa rồi nè. July 4 gì đó. À, hả? Vậy là không có chị nó cũng đi luôn hả? Có cháu nó qua làm. Có coi cái tàu kìa qua. Đó. Chiếc tàu đó hồi xưa có rồi. Đó thì trước đó thì có rồi. Nhưng mà nó tàu lâu. Đó mình đi lên cái cầu thang máy đó, mình đi lên cái đó, đi đó đi qua cái bên bên Paris trước mặt mình kìa. Cái xe gì mà nó chở cái gì trước quá. Con ơi con chụp